Xin chào các bạn, hôm nay May sẽ hướng dẫn mọi người thêm một bức tranh len nổi hình chú cá voi siêu dễ thương với bộ kit nguyên liệu đầy đủ từ May Handcraft Việt Nam. Video hướng dẫn của May sẽ bao gồm 3 phần chính. Phần 1, giới thiệu nguyên vật liệu trong bộ kit. Phần 2, hướng dẫn cách căng khung, xỏ len. Phần 3, hướng dẫn thêu tranh, bao gồm hướng dẫn kỹ thuật thêu len nổi cơ bản, lưu ý các lỗi sai thường gặp và các cách khắc phục, hướng dẫn cách thêu chi tiết bức tranh và hoàn thiện sản phẩm. Trong đó, phần kỹ thuật thêu và lưu ý một số lỗi thường gặp là nội dung rất quan trọng mà bạn không nên bỏ qua nha. Hãy xem thật kỹ hướng dẫn của May trước khi bước vào thực hành thêu tranh để có thành phẩm ưng ý nhé. Bộ kit sản phẩm của May Handcraft Việt Nam đã có đầy đủ dụng cụ để bạn hoàn thiện một bức tranh thêu nổi, bao gồm một tấm vải Aiza kích thước 28x28cm có in sẵn hình. Đây là loại vải dày dặn, sợi to, chuyên dụng cho bộ môn thêu len nổi. Khung thêu nhựa 20cm, có phần rãnh ở phần viền khung thêu giúp cố định vải chắc chắn hơn. Len 2mm, các màu đã được chiết sẵn, đủ dùng để thêu hình như mẫu. Kim thêu punch needle cán gỗ dành cho len 2mm. Dụng cụ xỏ len, kéo cắt len, kim nhựa, từ hướng dẫn kỹ thuật và mã QR để xem video hướng dẫn chi tiết. Với bộ nguyên liệu này, bạn có thể tự tay thêu ngay một khung tranh để trang trí hoặc làm quà tặng cho người thân, bạn bè. Trước hết, chúng ta hãy học cách căng vải lên khung nhé. Khung thêu có 2 phần. Đầu tiên, hãy nới lỏng chốt để tách rời hai phần ra. Lồng phần khung bên ngoài vào sao cho phần chốt hướng lên trên và rãnh khung khớp với nhau. Vừa vặn dần chốt vào, vừa kéo vải căng đều trên khung và đảm bảo hình nằm gọn trong lòng khung. Trong quá trình thêu, nếu vải bị trùng thì chúng ta cần nới lỏng chốt và căng lại vải. Tiếp theo, chúng ta sẽ xỏ len vào kim. Đầu tiên, bạn hãy sử dụng cây xỏ len luồn qua lỗ tròn ở đầu kim, xuyên qua thân kim xuống đuôi kim. Tiếp theo, luồn sợi len qua cây xỏ len và kéo cây xỏ lại. Len sẽ được kéo ra ở phía đầu kim. Tháo cây xỏ len ra và rút len ngắn lại, để len ở đầu kim còn khoảng 5cm là vừa. Như vậy là cây kim thêu nổi của chúng ta đã sẵn sàng để thêu lên vải rồi. Đối với bộ môn thêu len nổi, mỗi sản phẩm làm ra đều sẽ có mặt chìm và mặt xù. Tùy thuộc vào bức tranh mà chúng ta sẽ sử dụng mặt chìm hay mặt xù cho phù hợp. Với chú cá voi này, chúng ta sẽ ứng dụng hoàn toàn kỹ thuật thêu mặt chìm, còn kỹ thuật thêu mặt xù thì May sẽ giới thiệu ở một video khác. Khi thêu mặt chìm, chúng ta sẽ thêu trên mặt phải của vải. Đầu tiên, hãy đâm kim xuống cho đến hết cán kim, rút sợi len thừa ra phía sau. Sau đó nhấc kim lên sát mặt vải và đâm xuống cách mũi đầu tiên 3 đến 4 sợi vải. Nhớ là 3 đến 4 sợi vải nha mọi người, đừng đâm mũi kim ngắn hơn nha, nếu không sẽ bị thiếu len đấy. Tiếp tục nhấc kim lên sát mặt vải và đâm xuống. Lưu ý là phải luôn đâm hết kim để sợi len phía sau đủ dài và không bị tuột khỏi vải. Trong quá trình thêu, lưu ý liên tục lấy thêm len và không cầm vào sợi len, cũng như không để vật gì đè vào sợi len khiến len bị căng và sẽ làm tuột mũi thêu nhé. Khi thêu một chi tiết, chúng ta sẽ thêu viền xung quanh trước, sau đó thêu dần vào bên trong theo chiều xoắn ốc cho đến khi kín hình. Lưu ý, thêu các đường sát nhau và không làm lộ vải. Các mũi hàng sau nên thêu so le so với mũi hàng trước để bức thêu hài hòa hơn. Để kết thúc mũi thêu chìm có hai cách. Cách 1, chúng ta sẽ đâm xuống mũi cuối, giữ sợi len ở đầu kim và nhấc lên, cắt len và rút len thừa ra phía sau. Cách 2, có thể đâm xuống mũi cuối, lật mặt sau cắt len, sau đó rút len. Với cách này, nên chú ý khi rút kim để sợi len không bị tuột ra khỏi kim. Với mũi thêu mặt chìm, chúng ta sẽ hay gặp phải những lỗi sai sau. Mọi người có thể xem kỹ để tránh mắc lỗi tương tự hoặc biết cách khắc phục nha. Lỗi đầu tiên là khi thêu sợi len không ăn vào vải, thêu xong lại bị tuột ra. Có vài nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là do không đâm hết kim. Nếu chỉ đâm kim ở giữa chừng mà không đâm hết độ dài của kim sẽ khiến sợi len phía sau bị ngắn và dễ tuột. Vậy nên chúng ta phải đâm hết cán kim xuống để len được giữ chắc chắn trên vải. Thứ hai là do sợi len bị căng do bạn quên lấy thêm len từ cuộn hoặc để đồ vật đè vào sợi len, hoặc do sợi len có nút thắt nên không đi qua được kim. Trong trường hợp này, chúng ta chỉ cần lấy thêm len hoặc bỏ đồ vật đang đè vào sợi len ra. Nếu có nút thắt thì chúng ta sẽ cắt bỏ đoạn có nút thắt và xỏ kim lại và thêu như bình thường. Thứ ba là do xỏ kim sai, sợi len không đi đúng từ hướng đuôi kim lên đầu kim và xuyên qua lỗ tròn, cũng là nguyên nhân khiến len không ăn vào vải. Lúc này, bạn hãy xỏ lại len theo đúng hướng dẫn của May là có thể thêu được nha. Ngoài ra, để thêu lại một đoạn nào đó, các bạn chỉ cần rút mũi thêu lỗi ra, cào nhẹ vào mặt vải để không bị lỗ quá to, kéo nhẹ cho len ở đầu kim căng ra và thêu tiếp. Tuy nhiên, không nên sửa lại quá nhiều lần. Một lỗi phổ biến mọi người hay gặp phải là các mũi thêu bị dày cộ, khó đâm kim là do các bạn thêu mũi thêu quá ngắn, khiến các mũi thêu đè lên nhau. Điều này còn có thể khiến bức tranh bị thiếu len. Ngược lại, nếu mũi thêu của mình quá dài, thô và không bám vào mặt vải thì đó là do các bạn thêu mũi quá dài. Như May đã hướng dẫn thêu mặt chìm nên để các mũi cách nhau khoảng 3 đến 4 sợi vải. Đối với các chi tiết nhỏ thì có thể cách nhau 2 sợi vải. Nếu khi thêu mà sợi len bị nổi cộm lên mặt vải,
không đâm sát vào vải thì đó là do các bạn nhấc kim quá cao khỏi mặt vải, kéo theo sợi len bị dài hơn và nổi cộm lên. Để khắc phục, chúng ta chỉ cần nhấc kim sát mặt vải. Nếu lỡ nhấc kim quá cao, hãy kéo nhẹ nhàng cho len căng ra, thêu chậm cho quen tay rồi mới tăng tốc lên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành áp dụng kỹ thuật thêu mặt chìm mà May đã hướng dẫn ở trên để thêu bức tranh nhé. Khi thêu chú cá voi này, chúng ta sẽ thêu phần viền trước, sau đó thêu đến các chi tiết nhỏ bên trong như mắt, má hồng, bụng, sau đó thêu các chi tiết to bên ngoài như nền da và nền xung quanh. Đầu tiên, chúng ta sẽ dùng màu đen thêu viền chú cá voi để các chi tiết rõ ràng hơn. Nhấc kim lên sát mặt vải và thêu các mũi cách nhau khoảng 3 đến 4 sợi vải. Tiếp theo, vẫn với len màu đen, chúng ta sẽ thêu tiếp các chi tiết nhỏ như mắt, má hồng. Ở bước này thì bạn nên giảm độ dài của mũi thêu xuống còn 2 sợi vải để hình thêu không bị thô. Phần mắt nhỏ có thể thêu 2 đến 3 đường zigzag như thế này là được một chiếc mắt tròn xinh xắn. Thêu xong các chi tiết màu đen, chúng ta sẽ thêu tới má hồng. Tiếp theo là phần nền da của chú cá voi. Vẫn thêu theo nguyên tắc thêu viền trước rồi sau đó thêu dần vào bên trong theo đường xoắn ốc. Thêu các đường sát nhau để không bị hở vải. Cuối cùng là thêu phần đền xung quanh, chúng ta sẽ thêu phần viền sát với khung trước. Lưu ý chỉ đâm kim vào bên cạnh phần viền khung để hình thêu của chúng ta được tròn đều và không bị xô lệch. Vậy là bức tranh của chúng ta đã hoàn thiện rồi, nhưng để treo lên gọn gàng hơn thì chúng ta cần khâu rúm phần vải thừa xung quanh lại. Trước khi khâu rúm, chúng ta sẽ cắt tỉa phần len thừa phía sau để tranh gọn gàng hơn. Lấy một đoạn len dài khoảng 1 mét trong số len thêu còn dư, xỏ sợi len vào kim nhựa, đâm kim xuống từ mặt phải của vải, cách viền khung khoảng 2 cm, rút len để thừa một đoạn khoảng 10 cm, đâm kim lên cách mũi đầu tiên khoảng 1 cm. Tiếp tục các mũi thêu đâm lên đâm xuống cách đều nhau vòng quanh khung, đâm lên mũi cuối cách mũi đầu khoảng 1 đến 2 cm. Sau khi khâu xong, chúng ta sẽ được một vòng len quanh khung như thế này. Lật mặt sau tranh, cầm hai sợi len và rút về phía sau để khung vải có rúm lại. Sau đó buộc thắt nút, hai đầu len lại là hoàn thành. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong bức tranh chú cá voi đáng yêu rồi. Chỉ cần một chút tỉ mỉ và kiên nhẫn, bạn hoàn toàn có thể tự tay tạo ra những sản phẩm handmade dễ thương như thế này để tặng cho người thân yêu. Đừng quên nhắn tin cho May nếu cần hỗ trợ nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.